ấm he, giọng hay không, ngon hay. Giọng ngon ha. Vậy là đó giờ là đi cua ghệ là bằng bài hát đúng không, lời ca tiếng hát đúng không? Dạ không có đâu chị, cái đó thì cũng không biết làm sao nữa, cái đó mình không cũng em cũng chưa có giờ. Nói nghe nè, em có mấy mối tình rồi? Em có ghệ đổ hôn nhân á chị, hồi đó thì mai mối thôi chứ không có quen trước. Nhưng mà em ly hôn nay 10 năm rồi. Có là... con chưa? Có đứa con, cũng 18 tuổi rồi. Ở với ai? Ở với mẹ đó chị. Lấy nhau mấy năm mà đổ vỡ? 8 năm anh. 10 năm nay không có mối tình nào hết? Cũng có quen một mối tình đó cũng 3 năm. Nhưng mà tại vì em gái đó nhỏ tuổi hơn em quá. Tại nhỏ hơn em tới 20 tuổi rồi. Trời ơi, giỏi dữ trời. Trời ơi, cũng giỏi. Trời ơi, ông cứ dùng lời ca tiếng hát rồi đổ mấy, lộp lộp hết chứ bộ giỡn à. Nhưng mà có chu cấp cho con trai hả? Dạ con trai. Giờ làm gì rồi? Nó làm ở thợ bạc. Dạ. Thôi cũng được rồi. Thợ bạc mai mốt lên thợ vàng cũng nhanh lắm. Vàng cũng đang lên đây 5-6 triệu rồi. Sao cưng? Đường dạ, tình duyên của mình dạ, sao mấy mối tình rồi? Dạ em cũng một đời chồng. Em ly hôn 6 năm nay. Có con trai gần 8 tuổi. Nó ở với em hả? À? Dạ ở với em. Rồi. Em nuôi em nhưng mà ở với bà ngoại do công việc của em phải đi xa chị. Cha có chu cấp tiền gì? Dạ không. Hỏi đi. Là gái. Dạ em chào. Bén lắm không có giỡn. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Biết chăm sóc gia đình, chung thủy, chứ nghe lời em là được. Chứ nghe lời em là được. Trời ơi, phụ nữ vậy. Đàn ông nghe lời là được à, còn kệ. Rồi em không thích điều gì đàn ông? Hút thuốc, cờ bạc á anh, với vũ phu. Có nào không? Dạ không, em không hút thuốc anh. Có cờ bạc không? Dạ không. Có vũ phu không? Không. Mời nhà trai. Bạn tự giới thiệu về mình đi. Dạ em tên Hằng, em đến từ Đồng Tháp. Em sinh năm 87. Em làm nghề gì? Dạ hiện tại em đang học spa chị. Rồi mời bên đàn trai. Lần đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên dạ. kia. Và chào quý vị khán giả. Tôi tên tự giới thiệu tôi tên Trần Nhân Điệp, năm 1976, 44 tuổi. Quê quán ở Long An nhưng em sống ở Củ Chi và làm việc thì ở Trắng Bạc anh. Điệp làm gì Điệp? Em làm bên xây dựng, các bạn em làm bên kỹ thuật sắt anh. Gia công và lắp ráp luôn. Vậy bên đây hơn bên kia 9 tuổi. Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Hằng. Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng, dễ kết bạn với mọi người. Còn điểm yếu em là em nóng tính. Nói chung là em nhút nhát trước đám đông. Vậy hả? Dạ. Nhút nhát mà lại nóng tính. Mà dạ. Hằng nhìn xinh đẹp vậy mà sao nóng tính nóng cỡ nào? Em nóng tới mức mà em có thể đặt đồ luôn. Trời ơi, bữa anh ta làm sắt đó, không biết có bẻ sắt được không? Em thay đổi mấy cái điện thoại rồi đó. Nghe thấy sao Điệp? Không, anh cũng bình thường thôi. Sắc em còn sợ luôn chứ đập điện thoại đúng không? Dạ. Nói chung trong cuộc sống mà có lúc dày lúc khác. Đúng chứ rồi. Đâu bao giờ bình thẳng hết được anh. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Điệp là gì? Dạ, em thì sống tự lập và biết nấu ăn và thích ca hát. Hát ca nhạc hay ca cổ? Nói chung là cổ nhạc đều hát được anh. Bây giờ hát ca cổ cho nó vui coi nào. Đúng rồi, hát đi, hát lên bài đi coi. Bây giờ cổ để hồi mình hát. Bây giờ mình hát giao lưu về nhạc trước đi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lý tre làng hàng dừa rậm bông. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Hát hay quá. Hát nữa đi, hát nữa hay, hát hay quá. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt cuốn dòng phù sa. Đường qua trường cánh có người bạn qua, tùa về tùa hiểu ta lưa thiệt. Wow. Wow. Hay à nha. Rất là ngọt luôn ha. Em nghe bài hát này em thấy sao nè? Em thấy ấm, em thấy ấm. Ấm he, giọng hay không, ngon hay. Giọng ngon ha. Vậy là đó giờ là đi cua ghệ là bằng bài hát đúng không, lời ca tiếng hát đúng không? Dạ không có đâu chị, cái đó thì cũng không biết làm sao nữa, cái đó mình không cũng em cũng chưa có giờ. Nói nghe nè, em có mấy mối tình rồi? Em có ghệ đổ hôn nhân á chị, hồi đó thì mai mối thôi chứ không có quen trước. Nhưng mà em ly hôn nay 10 năm rồi. Có là... con chưa? Có đứa con, cũng 18 tuổi rồi. Ở với ai? Ở với mẹ đó chị. Lấy nhau mấy năm mà đổ vỡ? 8 năm anh. 10 năm nay không có mối tình nào hết? Cũng có quen một mối tình đó cũng 3 năm. Nhưng mà tại vì em gái đó nhỏ tuổi hơn em quá. Tại nhỏ hơn em tới 20 tuổi rồi. Trời ơi, giỏi dữ trời. Trời ơi, cũng giỏi. Trời ơi, ông cứ dùng lời ca tiếng hát. Rồi mới lộp lộp hết chứ bộ giỡn à. Nhưng mà có chu cấp cho con trai hả? Dạ con trai. Giờ làm gì rồi? Nó làm ở thợ bạc. Dạ. Thôi cũng được rồi. Thợ bạc mai mốt lên thợ vàng cũng nhanh lắm. Vàng cũng đang lên đây 5-6 triệu rồi. Sao cưng?
đường dạ, tình duyên của mình dạ, sao em mới cũng, tình rồi? Một đời chồng, em ly hôn 6 năm nay, có con trai gần 8 tuổi. Nó ở với em à? Dạ, ở với em. Rồi em nuôi em nhưng mà ở với bà ngoại do công việc của em phải đi xa chị. Cha có chu cấp tiền dạ không? Hỏi đi. Trời ơi, gái. Dạ em chào anh. Bén lắm, không có giỡn. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Biết chăm sóc gia đình, chung thủy, chứ nghe lời em là được. Chứ nghe lời em là được. Trời ơi, phụ nữ vậy, đàn ông nghe lời là được à, còn kệ. Rồi em không thích điều gì đàn ông? Hút thuốc, cờ bạc đó anh, ví dụ phu. Có nào không? Dạ không, em không hút thuốc anh. Có cờ bạc không? Dạ không. Có vũ phu không? Không, à, em thường à, nói với quan niệm mình đời người con gái sinh ra là để được tưng tiêu chiều chuộng. Ừ, đúng rồi. Mà bây dạ. giờ em có mong ảnh ngoại hình là anh phải cao, da anh phải trắng. Cái đó là càng tốt, nhưng mà nếu mà nói chuyện hợp với nhau thì có trắng thể đến. Trắng nổi đâu. Đen trắng không quan trọng, quan trọng là tâm hồn, quan trọng là tấm dạ, lòng, quan trọng là nhân cách, quan trọng là sự chăm sóc, thấy không? Ha. Mẫu hình cỡ anh Quyền Linh là được. Dễ thương hơn. Dạ. Ha. Nhưng mà anh phải chăm sóc nhan sắc chút xíu ha. Dạ. Bởi đừng có lo làm sắc quá rồi cái bụi sắc nó cũng dướng đầy hết trơn. Rồi, em đi với ai em gái? Em đi với bạn thân em. Rồi, chào bạn thân. Bạn thân gần khai qua nở nhụy chưa? Dạ, tháng 12 ạ. Rồi, chúc mừng nha. Dạ. Em cũng thương Hằng lắm, cho nên cho cũng vác cái bụng bầu đi chứ em vẫn còn đang nghén lắm. Theo như Hằng nói là Hằng đập bể điện thoại vì nóng tính thì giống như là hơi nặng á, chứ thật ra là cái chuyện đó nó làm cho bạn đó nó cảm thấy là quá bức xúc rồi. Chồng mình đi ngoại tình rồi về đánh đập mình thì mình phải có những cái phản ứng, chứ thật ra thì đối với em mà chơi với Hằng rất là lâu rồi, cho nên em nhận xét Hằng là một người là rất là thẳng thắn, bạn ấy rất là trung thực, không có giấu giếm gì hết, không có giận hờn ai lâu hết. Nếu như mà bạn ai mà có làm giận lắm á, thì cũng cao lắm là tự làm tổn hại bản thân mình, giống như làm hại cái điện thoại thôi, chứ cũng chưa bao giờ là làm hại đến bất cứ ai hết. À, anh trai bên này thì em thấy ảnh rất là chững chạc. Dù sao thì một người đàn ông đã đổ vỡ thì họ cũng đã trải qua một cái trải nghiệm. Và em chắc chắn rằng nếu như mà anh mà bấm nút và hai bạn tìm hiểu với nhau á, thì anh sẽ tìm hiểu được những cái hay từ cô gái Đồng Tháp. Đẹp như hoa Đồng Tháp, không hôi tanh mùi bùn. Trời ơi. Rồi, Điệp đi với ai Điệp? Dạ, em đi hai anh ruột với cháu. Lời nói đầu tiên xin kính chào chị Hồng Vân, dạ, anh Quyền dạ, Linh anh. Và tất cả quý bà con ở trong phim trường này. Chào xin trai. Chào em. Tôi là anh rể, đây là anh ruột, nhưng mà anh ruột ngại không dám nói. Thì Út Đẹp đúng ra tội nghiệp, cha mẹ mất sớm, mất nay khoảng 10 năm rồi. Thì một mình, tất nhiên có anh em nhưng mà cũng gồng gánh phần nào thôi, nhưng mà do cái tự lực gánh sinh. Út Đẹp nó cũng làm tội nghiệp lắm rồi, thời gian có vợ rồi, thời gian nay cũng thôi nhau 10 năm. Rồi một mình rồi đi làm lên Củ Chi, lên thành phố. Trong cái ngày hôm nay thì có em gái rất là dễ thương, tính chân tình. Tuy rằng cũng có hoàn cảnh y như em, tôi cũng hoàn cảnh như vậy. Theo tôi là tôi thống nhất. Thống nhất là ý bấm kiến là bấm. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Nè, gặp cái là hát cải lương liền nha. Lên câu chụp gỗ liền, tặng hoa luôn. Từ từ hát em. Không, cái cảm tình nha. Vô chụp gỗ liền nha, về với anh luôn, bắt đầu. Em có món quà tặng. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn. Đúng đó. Thôi em gửi anh món quà. Cảm ơn. Chào hát luôn anh. Ừ, hát luôn. Bằng lòng đi em về giới quen của ruộng lúa đồng xanh cánh cò bay la la. Em hàng cây dần buông mái lá bên chiếc cầu tre xinh xinh nhỏ bé lắc léo đông đưa mà nguyện chặt giới quan đó. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, anh sẽ đưa em đi dạo bằng xuồng ba lá. Nếu em bằng lòng anh sẽ thưa má thưa ba. Bằng lòng đi em anh xin đón em về, bằng cả lòng anh với tình quê tha thiết. Em nói trước đi anh.
Em cũng rung nữa, anh nói trước thì. Nói chung mình gặp trong đây cũng là một cái duyên. Dạ. Nói thiệt cho anh với em thì anh xuống đây làm chương trình là bị sự cố là chém chết rồi, chứ không phải mà có ngày hôm nay có mặt trong đây thì dạ. Thiệt cái chị Hồng Vân với anh Quỳnh Linh đó. Làm sao? Sao? Bị té xe á chị, xuống bữa xuống làm chương trình từng rồi đó. Trời ơi, xe xuống chút xíu nữa là em lọt vô lòng xe luôn mà. Trời đất ơi. Bởi vậy ngày hôm nay được nói ngồi trên đây thì đó là được gặp em gái ở đây với những người thân hai bên cũng làm một cái số. Chắc có lẽ anh cũng mắc nợ em chưa trả hết. Chứ tính là em chết rồi. Đúng rồi. Thì cuộc sống của anh thì nãy cũng có trình bày đó, anh đậu giải hôn nhân nhưng mà cha mẹ thì đã qua đời hết. Yeah. Em sống tự lập cũng như là bây giờ hai đứa thương nhau thì sống ở đâu cũng được, nó gọi là không còn ràng buộc với gia đình bên anh. Em có một đứa con em nuôi gì đó, anh có ngại không? Không em, đó là anh nghĩ đó là xã hội này nó cũng trường hợp cũng rất là nhiều. Ví dụ như con anh cũng là con em, yêu cầu con nó ngoan là được rồi. Thì, em không biết nấu ăn luôn. Anh thì biết. Anh biết gì anh nấu nha. Cái đó thì được. Em chọc anh cho vui thôi chứ em tập nấu được nếu mà đến với nhau. Em cảm nhận về ảnh như thế nào? Ảnh thì hiền, chân thật đó. Khi nếu mà em với anh tiến tới rồi anh định dự định tương lai như thế nào? Giống như là anh muốn sinh con thêm hay không? Rồi em hiểu, anh hiểu với em. Nhưng mà ý anh nói là giờ nếu mà mình chấp nhận thương nhau á thì giờ em cũng có cái độ vợ, anh cũng đâu vợ. Trước mắt giờ mình lo làm kinh tế trước đi. Thì phải là có một đứa con chung rồi, với anh thì em phải có một đứa con. Nhưng mà ý nói là phải mình lắng động lại một thời gian lo kinh tế trước đi rồi. Dạ. Vài ba năm, ví dụ hai đứa làm kinh tế ổn định rồi, xong rồi... Kinh tế ai giữ anh? Tiền bạc. Chắc là giao cho vợ rồi, tại vì anh nói chung là đàn ông mà đâu có giữ tiền. Gọi là tiền phong thân. Dạ. Anh Linh là một ngày được phát 200 ngàn á. Anh Linh hả chị? Anh Quyền Linh. Ngày không tới đâu. Phụ quỷ căng lắm. Lời nói chân tình anh cũng nói với em, nếu em cảm nhận gì anh thì anh cũng xin hứa anh sẽ nguyện làm hết sức mình để đem lại niềm vui cho em và con. Dạ. Rồi, hết thời gian. À, chúng ta cũng đã hiểu câu chuyện, đặc biệt là em gái. Em cũng đã hiểu câu chuyện ha. Dạ. Anh thấy rằng anh ấy là một người rất là chân thành. Chỉ hơi đen chút xíu thôi. Hồi xưa anh cũng đen nhảnh gì đó. Quan trọng spa vô nó trắng thôi. Chăm sóc da là mấy tháng sau nó da nó trắng thôi. Không sao cả. Anh Linh anh cũng đâu hơi trắng hơn em nhiều đâu mà em lo Điệp. Không có rồi. Sao hết trơn á. Hồi xưa anh đen còn hơn ảnh nữa luôn. Nhưng mà anh nghỉ dưỡng 3 tháng là mặt anh nó đen hơn chút kia. Thôi, cố gắng lên nha. Nào, 1, 2, 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Em gái nói lên quan điểm của mình đi, tại sao em không bấm? Dạ do em chưa rung động chứ. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đây, hoa của em.